Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thì Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ giả muối ớt, ăn review ổi và ăn trứng vịt lộn nha các bạn. Thử thách ăn 20 cái trứng vịt lộn, thử ăn hết không nha. Bây giờ mình sẽ giả ớt để mình làm muối ớt. Ăn ổi, lâu quá rồi chưa được ăn ổi các bạn ơi. Và cùng review trứng vịt lộn luôn nha. Chà như vậy nè, chà quậy quậy như vậy nè, ma sát cái muối á, nó sẽ trộn đều, nó rất là ngon. Các bạn ơi, hôm nay vui quá, có được mâm trứng vịt lộn rồi, ổi rồi muối ớt nè, muối ớt ngon chưa? Ăn với ổi nha, rồi chút xíu nữa mình sẽ review nhị hoa nghệ tây nha các bạn. Mình mua ở Costco, mình về mình uống mình thấy rất là được á, cho nên mình giới thiệu đến cho các bạn. Thích uống thì ra Costco mua uống nha. Đó, một hộp như thế này chắc 80 mấy cho đến 90 đô la. Mình mua trên online của Costco đó các bạn. Chút xíu mình pha mình uống, mình review cho các bạn xem nó mùi gì nha. Còn đây là trứng vịt lộn mình luộc á, mình bỏ gia vị vô trong đó nó có cái màu này chứ không phải là bị dơ nha các bạn. Ở Mỹ người ta bán trứng vịt lộn rất là sạch. Thì mình bỏ bột nêm, rồi mình bỏ muối, mình bỏ một chút xíu đường khi mình luộc á, để cho nó thấm cái trứng vịt lộn vô trong cái con trứng vịt lộn ở trong á, để cho nó thiệt là ngon nha. Rồi ăn với rau răm, có được hai cái bánh ú tro và một ít tắc nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi vô review nhanh cái mâm thức ăn mà mình rất là yêu thích. Từ khi ở Việt Nam qua tới Mỹ mà bây giờ mình thấy mình mê các bạn ơi. Ăn thôi ăn thôi. Mời các bạn và các em nhỏ ngồi vô cùng ăn. Có món gì cùng dọn ra ăn. Ăn mâm trứng vịt lộn với rau răm hết sảy nhà, ổi nữa. Mình bỏ một ít nhụy hoa nghệ tây các bạn ơi. Mỗi lần mình uống chắc khoảng 9-10 sợi gì đó. Này các bạn, mình mua ở Costco nha. Đó, ở Costco thì lâu lâu có bán. Còn các bạn nào thích mua thì lên online á. Lên online mua lúc nào cũng có nha. Đó. Rồi mình bỏ vô trong nước ấm hoặc nước nóng. Mình quậy lên á. Chút xíu nữa nó tan ra. Cái này uống á, nó giúp cho tinh thần của mình á, sảng khoái các bạn ơi. Ngủ giấc ngủ, chưa bao giờ mà mình được ngủ thẳng giấc vậy. Ngủ đã lắm, nó không có thức dậy nửa chừng. Đó, uống miếng nha. Mình ơi, thấy uống ngon, thấy sức khỏe của mình tốt thì mình giới thiệu cho quý vị bà con á. Chưa có uống nhị hoa nghệ tây thì ra chợ mua uống nha. Mình không có quảng cáo, mình chỉ thấy cái gì hay mình chia sẻ thôi. Bây giờ mình ăn trứng vịt lộn đi, để nước trà qua bên nha. Đây các bạn, mới bỏ vô nó ra cái màu nghệ nha. Đây các bạn, lấy cái muỗng này đập luôn ha. Mời các bạn ăn trứng vịt lộn nha. Đó, mình mới làm video ươm hạt đậu Hà Lan và ươm ngon dữ ta. Ươm gì quên ta. Mình mới làm video là ươm hạt đậu Hà Lan và ươm xà lách nữ hoàng băng giá nha các bạn. Các bạn nhờ vô ghé xem video nha. Chắc chiều này mình đăng lên cho các bạn xem luôn. Đậu Hà Lan, rồi mình giới thiệu thêm những vài giống ươm của mình nữa ha, cho các bạn xem. Hôm nay mới gội đầu xong á các bạn. Đính cái nơ lên đây để ăn chi, để kéo cái tóc lên trên này, kéo lên này để cho ăn nó khỏi phải chạy ra trước này thôi, chứ không phải là mình ham trẻ. Ham trẻ mà làm trò con nít không phải nha các bạn. Có cái nơ này là của con mình á, nó mua cái nó không xài cái mình đính lên luôn. Rồi, mời các bạn ăn trứng nha. Trứng vịt lộn mình mua ở chợ xia đồ đó. Này, ngon lắm các bạn. Wow, miếng rau răm nha. Trứng rất là ngọt, béo béo. Bỏ muối tiêu chanh ớt vô á, ăn ngon hết sảy.
Từ bây giờ sắp tới thì mình ra vườn hoài các bạn. Nhiều bạn rất là thích mình quay vườn cho nên yêu cầu mình quay là mình cứ quay thôi. Đó. Mà cái vườn bây giờ nó dễ thương lắm các bạn ơi, từng ngày nó phát triển lên. Wow. Lòng đỏ ngon dữ. Trứng ở chợ này rất là ngon các bạn ơi. Ăn nó không có giống như mấy chợ dưới này, ngày nay nó còn mới á. Mình mua vậy, mình cũng chưa có thời gian mà ăn liền, mình bỏ tủ lạnh đó. Mua gì là phải bỏ tủ lạnh, khi nào luộc á, mình lấy ra mình luộc. Mình luộc xong là mình ăn liền. Mình luộc cái này chừng 40 phút đó các bạn. Mình thích ăn mềm. Ngon hết sảy. À, ở đây có, mình mua một vị cắt này các bạn. Một vị cắt này chắc là 250 gram đó, khoảng 7 đô la. 250 gram thì 7 đô la là khoảng nhiêu ha, khoảng 170.000 tiền Việt Nam cho chừng này tắt nè các bạn. Wow, mình thấy cái tắt mà mình thèm á các bạn ơi. Nãy đây, chà, đây các bạn, cắt nửa trái tắc ra nha, để mình nặn vô trong cái nước chấm vịt lộn á, thử có ngon không. Mà nhiều bạn nói ăn tắc nó ngon hơn là ăn chanh. Mình nặn một miếng tắc vô ở trong cái nước này rồi, nước chấm vịt lộn á, thử cái mùi tắc. Lâu quá không được ăn các bạn. Thơm ha, mùi tắc nó, cái mùi nó thanh hơn mùi chanh, nó thơm nhiều hơn mùi chanh. Ăn luôn cái cồi luôn các bạn ơi. Nó hơi dai nhưng mà nó cũng mềm rồi. Thử hôm nay mình ăn được nhiêu cái các bạn. Đó. Thử thách ăn bao nhiêu cái nha, mình đang đói bụng. Mình ra làm vườn á, xong vô cái nó đói bụng, ăn chắc mạnh lắm. Ăn nhiều các bạn quở. Chị ơi hôm nay em thấy chị mập rồi đó nha, chị lên cân rồi đó. Đúng y các bạn ơi, các bạn nhìn các bạn đoán y chang, mình lên tới 3kg cho mùa đông. Wow. Này mua trứng ở chợ Seattle các bạn, chợ của người Việt Nam á. Chỗ này bán, lần đầu tiên mình ăn chỗ này bán ngon. Bữa hôm mình đi chợ mình có quay cho các bạn xem. Xuất sắc nha. Có bạn nào đang ngồi ăn cái chi chi đó không? Ăn cơm, ăn trứng, ăn cá, ăn thịt dọn ra ăn các bạn ơi. Khi ăn có bạn đồng hành nó vui. Mình ăn được một cái rồi, cái này là cái thứ hai nè các bạn. Đó, cái mùi trứng vịt lộn này nó không thể lộn đi đâu được, là nó là một thiệt là mùi trứng vịt lộn. Tại vì lúc trước á, mình ăn những cái trứng vịt lộn mà nó không được tươi á, cái mùi nó không có thiệt vịt lộn, cái mùi nó gọi là na ná, ná né né sang qua mùi trứng ung á các bạn ơi. Thiệt. Bạn nào hồi xưa mình có ăn trứng ung một lần á, không biết bạn nào có từng ăn trứng ung chưa. Hồi xưa á, mẹ nói ăn trứng ung cho đỡ nhức đầu, cho nên thấy mẹ ăn cái mình xin mình ăn thử miếng. Cái mình ăn thêm thử miếng á, tự nhiên mình thích ăn các bạn ơi, không hiểu sao trứng ung mà thích ăn.
Ở Việt Nam vẫn có chỗ bán trứng ung á các bạn. Ngộ ha. Rồi tàu hũ, mà tàu hũ thúi, tàu hũ hôi, người ta ủ lên men cho nó hôi lên á. Cũng là món ngon. Các bạn ơi, cái này là cái thứ ba nha, cái thứ ba. Hôm nay ăn nhiều dữ ta. Nhiều bạn nói chị ơi, trứng vịt lộn sao chị ăn tới ba bốn cái dữ vậy? Em ăn có một cái thôi là em đã ngán tận cổ rồi. Tùy thôi các bạn, tùy cơ thể của mỗi người. Nhiều người thấy trứng vịt lộn ngon, nhiều người thì thấy trứng cút ngon, nhiều người thì không ăn được trứng vịt lộn. Còn mình là người ăn ăn được tất cả trứng lộn hay trứng ung hay trứng đậu nành hư mà người ta lên men á, đậu nành lên men đừng nói hư, thấy thấy kỳ quá đó các bạn. Mình thử cái gì mình thử chút chút chút, cái nào không thích thì đừng có ăn nhiều thôi. Wow, cái trứng này nó ngọt nước, nó béo thiệt là béo, nói chung là nó béo béo ngậy mà ngọt ngọt mà tràn cả miệng luôn nha các bạn. Wow, ăn gì mà nó ngon dữ ta. Rau răm này á mình ăn cái ngọn thôi, còn cái gốc như thế này thì mình sẽ ngâm ra rễ mình trồng. Mình sẽ ra thêm nhiều video, một loạt video ươm hạt theo lời yêu cầu của các bạn. Bạn nói chị ơi chị ươm hạt rất là hay luôn, em theo dõi ấy, em ươm rất là thành công. Những cái video của mình ươm hạt giống ấy. Ươm hạt dâu tây Vinh Nguyễn Thị, ươm hạt cherry Vinh Nguyễn Thị, ươm hạt Việt Quất Vinh Nguyễn Thị, ươm hạt nho Vinh Nguyễn Thị, ươm hạt chanh Vinh Nguyễn Thị, rồi ươm gì nữa ta, ươm hạt táo Vinh Nguyễn Thị. Tất cả những video trồng rau bằng cọng Vinh Nguyễn Thị, từ 500.000 người cho đến 4 triệu người xem nha các bạn. Ươm hạt dâu tây là 4 triệu người xem. Đây là mùa cây giống, mùa ươm hạt. Thì mình giới thiệu cho các bạn vô xem để các bạn ươm trồng cho vui da, vui vẻ trong nhà. Trứng ngon quá. Các bạn phải bấm chữ Vinh Nguyễn Thị nữa mới lên cái cách ươm của mình nha. Rồi nhiều bạn thích thích trồng cái lá cẩm á, rồi lá dứa đó, là các bạn order, các bạn bấm tìm cây giống ở cây giống trồng của người Việt Nam, các bạn bấm ở trên mạng nó lên những cái nhà giống ở bên tiểu bang ấm á, các bạn mua mua cây lá dứa. Hồi đó mình mua cây lá dứa là 25 đô, tiền gửi qua nữa là 45 đô đó. Rồi cây xương sa, xương sá hoặc lựu gì đó cũng mua gửi qua. Hôm nay ăn cái trứng, ba cái trứng các bạn ơi, trứng nào trứng nấy nó cũng béo ngậy mà nó thơm. Ăn trứng lúc nào mình cũng phải kèm rau răm để cho cái mùi vị trứng á, vị tanh của trứng, thay vì nó đang bay lên nó có mùi rau răm cái nó nằm xả dài xuống, cái là cái vị nó đắp lên cái vị trứng á, ăn cái nó vừa dặn, nó rất là ấm bụng đó. Kế tiếp là review trái ổi. Trái ổi cũng mua ở chợ Việt Nam này các bạn. Mời các bạn, bạn nào thích ăn ổi, mua ổi về xẻ ra ăn. Còn đây mình ngồi mình ăn, ăn trái ổi này chắc thử xem mà ngon không mẹ. Ôm ôm, mời các bạn ăn. Giòn, ngọt, có chút xíu chua chua.
0.25 feet 0.00000.00099 là chút xíu chát. Cái cây mà nó đầy đủ vị chua, chút xíu chát, chút xíu ngọt, chút xíu hương ổi. Cộng với muối ớt, mặn cay, chua chát, ngọt. Thì những thức ăn đó, mình rất là thích thức ăn chua, hoặc là chua lép luôn, hoặc là thức ăn chua ngọt. Mà bây giờ mình thấy chua ngọt mà cộng với chát thì ra quá đỉnh đó các bạn. Hoặc là thức ăn chua thì nó chua chua, ngọt ngọt thì mình cũng thích. Mà thức ăn ngọt hết thì mình không thích. Mình thích chua chua, ngọt ngọt, hoặc là có chút xíu chát chát. Đa số những video review mâm thức ăn ngọt của mình á, mình ăn giống như là giống như bị ép ăn đó, chứ không phải là mình đang thực sự ăn. Ngon lắm. Mình rất là yêu thích cây ổi á. Mình mua 2 cây ổi, một cây ở bên Florida bán có 50 đô à. Cây lùng vậy nè, mà đem vô nhà rá lá, nó đi đường lá. Cây nó đi đường cây nó khô rang rồi các bạn ơi. Tự nhiên cái giờ nó ra lá, nó bung chồi quá chừng luôn. Còn một cây ổi mình mua cao 2 mét, đem đi nhà nó ra được 2 cái bông, xuống rụng sạch lá luôn. Bây giờ tự nhiên nó lên lá lại mà nó chết hết nửa cây rồi, còn có nửa cây hơn. Ở Mỹ á, những cái cây giống của vùng nhiệt đới á, rất là khó trồng, mà các bạn yêu cầu mình trồng, mình cũng cố gắng order về mà trồng, không biết khi nào mới ra trái. Ngon hết sảy. Con nhà của bà chị Bảy quá xứng đáng các bạn ơi. Ăn cái ổi đã, ổi ở đây như vậy là quá ngon à. Người ta nói ăn hột ổi không tốt, dễ bị đau ruột thừa. Mà mình ăn không có hột nó không ngon các bạn ơi. Ổi ăn với đậu răm nó mất vị luôn các bạn. Vị ổi bây giờ còn số không. Hôm nay mình đổi máy quay nữa nha các bạn. Đây không phải là cái phone, đây là cái máy quay G7X Chu. Mà máy quay trước của mình á, mình che cái máy quay này nó hơi mờ, cho nên mình mua một cái máy quay mới nữa sau cái máy này. Mà bây giờ cái máy đó nó hư luôn rồi, phải quay lại cái máy cũ này quay. Còn cái mà G7X3 á, mình có mua về thử rồi mà nó, cái màu nó rất là vàng, nhìn cái màu phim giống như phim ngày xưa á, nên thấy kiểu. Đây các bạn có 2 cái bánh ú tro nè. Bánh ú tro mình không biết người ta trộn cái loại tro gì vô ha. Thì nào mình xem cái cách làm của người ta thử. Mình nghe nói vậy thôi, mình thích ăn bánh mình lắm. Ngày xưa á, bánh này ở Việt Nam là ngày mùng 5 tháng 5 gì á, người ta mới có gói bánh này. Mà bây giờ ở chợ Mỹ này các bạn, đi ngày nào mình ra chợ mình cũng thấy người ta bán đó. Chợ trên thành phố Seattle nha. Biết người ta quậy cái tro gì mà người ta ướp vô trong cái bột của cái nếp này các bạn. Ăn cái vị nó nghe giống như mùi trứng gà, lòng trắng trứng gà mà bị lên men, bị ung á nha các bạn. Ướp cái gì á các bạn ơi. Nhưng mà mình ăn cái vị này mình thích, mê mới ngộ đời vậy á. Wow.
cái bột nếp bây giờ nó trong veo, nó xanh xanh, không biết màu xanh của tro hay là màu xanh của lá chuối, mà thơm ngon nha, ở trong rất nhiều đậu. Thiệt, cái bánh này mình ăn mình thích lắm, mùi nó lạ ha. Mình mua về mình đưa cho mấy đứa nhỏ nhà mình thử, nó bỏ chạy các bạn ơi. Nó nói mùi trứng gà hôi mẹ ơi. Mình ăn hết, ngon quá. Ngon quá, ăn hai cái luôn. Bạn nghe chim bay bay bay. Không biết cái bánh ú tro thì người ta chấm với cái gì để ăn ha. Mình chấm thử tí muối thử xem sao. Không ngon các bạn ơi. Ăn không chấm gì hết ngon. Cái bột nó dễ ngỡ sực sực. Thơm. Ăn kỹ rồi. Cái mùi tro này ăn nhớ hoài. Rất là duyên. Vì thức ăn nó lạ mà mình thích ăn ha. Ngon quá. Bạn nào chưa ăn thử bánh ú tro thì mua ăn thử. Vị hoa nghệ tây nè các bạn. Để từ nãy giờ nó tan ra. Uống cái này như mình thấy da dẻ mình nó hồng hào hơn, nó bớt già các bạn ơi. Rồi mình ngủ, tại vì chắc mình ngủ được thẳng giấc, mình không có bỏ giấc ngủ cho nên nó bớt già, bớt nhăn da. Wow, vẫn còn thèm cái trứng vịt lộn nữa các bạn ơi. Hồi tối đó, tới chiều, 5 giờ chiều, mình với ông xã mình mới ra vườn làm việc. Tại lúc đó ông xã mình mới về. Thì ra ngoài phụ làm việc với mình, mình ban ngày thì mình ở trong nhà lo cho mấy đứa nhỏ ăn uống rồi chỉnh sửa các video. Rồi chiều chiều mình mới ra trồng vườn các bạn ơi. Hồi tối thiệt á. Chở 6 thùng đất, mà mỗi thùng đất là nặng khoảng 100 mấy ký. Chở 6 thùng đi qua khu vườn thứ ba. Đang đi trên đường, các bạn ông xã mình để trên cái bẩn sắt. Chở làm sao cái bẩn sắt nó nặng quá, nó sụp, nó rớt mất con ốc hay sao. Nó sụp cái bẩn sắt mà chở 600 ký đất. Nó cà xuống dưới đường, mà lửa nó sẹt, nhìn nó như là phá bông vậy. Sợ quá các bạn, thấy cà mà sẹt lửa là nguy hiểm. Cà sắt dưới đường là sẹt lửa nha các bạn. Cái ghé vô, tắp vô trong một cái lề xong rồi sửa sang cái miếng lưới đó cho khỏi cà. Mà ai người ta cũng dừng xe lại, công nhận người ở đây cũng nói chung là họ thấy mình ngừng lại, cái họ cứ ngừng lại họ hỏi bị gì, cần người ta giúp không này kia. Mình nói hết cảm ơn, mình nó không có cần, tại vì mà cái này mình sửa được mà cái đất nó hôi nữa, cho nên mình sợ đất trộn phân nhà bếp các bạn. Mình thấy ai dừng xe lại là mình sợ quýu cả người luôn. Mình cầu trời xin cho người ta đừng có xuống để hỏi. Mình thấy ai chuẩn bị mở cửa mình phất phất cái tay vậy nè. Mà bây giờ mùa Covid á, người ta bị khẩu trang hết rồi. Mình cũng đỡ nghe mùi, nhưng mà mình cũng rất là sợ người ta tới gần mấy cái thùng phân nhà bếp của mình. Thấy người ta xuống giúp mà mình sợ hú hồn. Cho nên nó hai vợ chồng đứng lại, tối đó là chở đi trên đường bị sụp cái bẩn xuống là khoảng chắc là lúc đó 7 giờ mấy á. Sửa chắc cả nửa tiếng đồng hồ mới nâng được cái bẩn sắt lên khỏi cái mặt đường các bạn. Thôi nó cứ cà xuống dưới. Xong rồi chạy tới khu vườn thứ ba là khu vườn của cô mình á. Xong rồi hai vợ chồng già nâng mấy cái thùng lên, bỏ lên xe đẩy vô khu vườn và đổ xuống khu vườn. Đêm tối quá mình không có quay cho các bạn xem được á. Đó, bữa nào trời sáng sáng mình quay. Rồi tối quá mới là mình
làm việc cực quá cái mình quên quay các bạn ơi. Wow, trứng này luộc nóng thì ăn cũng ngon mà mình để ấm ấm ăn cũng ngon ha. Này mấy đứa bé mình thích lắm đây, ngon quá chừng. Đó các bạn ơi, ăn một chút xíu thôi, vèo một cái hết 4 cái trứng các bạn. Một mớ ổi, bây giờ vẫn còn thích ăn ổi nữa. Nhưng mà chút nữa ăn, ăn nữa chắc cái video ngon hết. Món gì hôm nay cũng tuyệt vời. Bạn ăn xong chưa? Nhị hoan nghệ tay nè các bạn. Ở trong cái nhị á, nhai nó cũng ngon lắm. Nhưng mà nhiều lúc á, trong cái nhị mình thấy có chút xíu cá. Bạn nào không thích ăn cái nhị á, thì mình lấy nước mình uống thôi. Ngộ, ở trong cái nhị nó có một cái ống nhỏ nha. Lâu lâu nhai có chút xíu cá á. Thì hôm nay mình đã review thiệt lòng, thiệt tình ổi Việt Nam, trứng vịt lộn Việt Nam, trái tắc, muối, chanh, rau răm Việt Nam, tất cả đều là Việt Nam. Ăn vô một cái là Việt Nam ở quanh đâu đây, nó thơm mà nó ngon nha các bạn. Món ăn thì đi đâu cũng phải nhớ nha. Mình xin dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn giúp mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm nha. Mình sẽ ra tiếp tục những video vườn thiệt hay gửi đến cho các bạn xem. Xin tạm biệt các bạn và các em nhỏ ở đây. Tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Xem video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nha.